Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1 trong 154 sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau. Kể tên các hormone ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống. Tên các hormone ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống đã có ở hình 38.1. Sau đây là lời giải chi tiết. Các hormone ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống là hormone sinh trưởng có tác dụng kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp protein, kích thích phát triển xương, làm xương dài ra và xương to lên. Tyrosine, kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng phát triển bình thường của cơ thể. Ở nữ giới, có estrogen, kích thích sinh trưởng và phát triển mạnh ở giai đoạn dậy thì nhờ tăng phát triển xương, kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp. Ở nam giới, có testosterone. Riêng testosterone thì còn làm tăng mạnh tổng hợp protein, làm phát triển mạnh cơ bắp. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong 154 sách giáo khoa sinh học lớp 11.